thời gian thuyết trình của tụi em tối đa là sẽ có 7 phút, nhưng trước thầy nói ha, có 7 phút. Và khi tụi em thuyết trình á, thì có thể đôi khi các bạn có thể du di cho các bạn chút, lố khoảng 10 giây, 20 giây, 30 giây, ok, được. Nhưng ví dụ như là chúng ta sẽ có 3 buổi thi, 3 buổi thi. Nếu ngày hôm đó giảng viên của chúng ta là tương đối là dễ thì các bạn có thể là lố một chút, vài chục giây không sao. Nhưng có những giảng viên khá là kỹ và khó tính đó, thì các bạn phải đảm bảo đúng 7 phút này. Do đó tập thuyết trình ở nhà là điều quan trọng bậc nhất. Vậy thì thuyết trình làm sao? Tức là mỗi nhóm ở lớp thầy á, các bạn nên mỗi nhóm nên tạo một cái mic, nên tạo một cái mic đó các em, và tụi em lên cái mic đó để tụi em tập thuyết trình, tự mình thuyết trình, tự mình bấm trình chiếu luôn nha, trước khi mà mình đi thi thì nó sẽ đạt yêu cầu, được chưa? Phải tập thôi. Bây giờ là mỗi nhóm có 5-6 thành viên, có nhóm có 7 thành viên gì đó, chúng ta lên trên đó chúng ta tự bấm chiếu cho nhau. Và vì các em chỉ có 7 phút thôi nên không được trễ quá 10 giây. Tức là gì? Ví dụ sau đây thầy xin mời bạn Trần Đức Tài sẽ chiếu cái phần thi của mình lên. Các bạn chỉ có 10 giây để chuẩn bị. Nên khi mà bạn kia, cái bạn trước của mình á, thuyết trình xong đúng không? Thầy cô đặt câu hỏi nhận xét bạn đó đúng không? Tới lượt mình phải bấm rồi. Mình chuẩn bị, mình bấm cái slide lên, đừng để trễ. Lúc đó bắt đầu xin phép thầy cô, em cái máy của em không biết sao bị trục trặc. Ok, là ngày hôm đó các bạn, còn như các bạn không có điểm. Nên phải chuẩn bị hết ở nhà, tập chiếu trước. Không có ai đợi quá 10 giây hết, bởi vì có 13 người, thầy nói là tối đa 13 người trong một buổi thi. Mỗi bạn 7 phút. Thì hình dung đi, chúng ta có 91 phút rồi đúng không? 7 x 13 là 91 phút. Cộng với việc thầy cô nhận xét nữa, các bạn nghĩ thôi, 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ là 120 phút thầy cô nhận xét nữa. Thì làm sao mà đủ thời gian? Ok, vậy cho nên quá 10 giây là cắt ngay lập tức. Bạn nào mà tới lượt mình quá 10 giây cắt á. Lưu ý nha, không có lúng túng phần đó nha, tập chiếu trước ở nhà. Lớp sẽ chia thành 3 buổi bảo vệ trước ngày thi, sinh viên lên LMS để xem mình thi buổi nào hoặc có đủ điều kiện đi thi hay không. Có những bạn không đủ điều kiện thôi. Thứ nhất nó bị fail điểm danh, thứ hai là nó bị fail bài online, thứ ba nó là fail bài kiểm tra, và thứ tư nó là fail bài assignment giai đoạn đó. Những cái lúc đó là lên trên đó các bạn thấy là các bạn được thi hay không nha. Lên LMS nha, thì có cái danh sách thi của chúng ta trên đó. Trước buổi thi nộp file lên LMS đúng hạn và gửi một file hoàn chỉnh về thư ký buổi thi. Lát chúng ta sẽ biết thư ký buổi thi, tức là mỗi nhóm thi chúng ta có 3 nhóm thi, thầy sẽ bầu ra trong cái nhóm đó một bạn làm thư ký. Và cái bạn thư ký này có một cái nhiệm vụ rất là quan trọng, bạn ấy sẽ tổng hợp các file bài thi lại của các bạn thi hôm đó của nhóm mình, được chưa? Các bạn sẽ tổng hợp lại các file đó và các bạn sẽ up lên Google Drive cho thầy, để khi thi chúng ta sẽ nắm hết tất cả thông tin. Thì bạn thư ký này sẽ chỉ có nhiệm vụ như vậy thôi nha, bạn sẽ là cái đầu mối kết nối với các thành viên trong nhóm thi buổi hôm đó. Ngày 20 tháng 10 là nộp file lên EMS, nhớ nha. Bạn nào không nợ mà không được đi thi á. Giai đoạn 1 thì thầy giúp được, nhưng mà bây giờ giai đoạn này giai đoạn hoàn thiện, không có giúp được nếu các bạn học trễ. Lưu ý nha, để chúng ta có cái nộp bài cho nó đúng hẹn. Rồi, chụp lại cái này luôn. Khi thực hiện đúng chuẩn ngôn ngữ cơ thể khi thuyết trình, thầy nhắc lại nha, khi thuyết trình là phải thuyết trình giống vậy. Được chưa? Và thầy nhắc nè. Khi thuyết trình các bạn mở camera đúng không? Một là các em sử dụng cái camera trực tiếp trên cái laptop nè. Hai là nếu camera của laptop nó tối thui, tối mù luôn, thì sử dụng thêm cái điện thoại. Ok, chúng ta sử dụng được hai thiết bị là một cái laptop và một cái điện thoại. Nhưng khi các bạn sử dụng thêm một cái điện thoại á, để tránh tiếng hú, tiếng vang, thì các bạn bắt buộc phải tắt mic cộng với tắt volume của laptop nha. Các bạn phải làm cái động tác này nha, tắt hai cái đó, tắt mic và tắt volume của laptop luôn, thì nó sẽ tránh được tiếng hú, tiếng vang.
Ví dụ thầy đang sử dụng hai thiết bị đúng không? Thầy tắt cái mic của laptop và tắt luôn volume của laptop nên nó không bị tiếng vang gì cả. Và đeo cho thầy cái tai nghe vào. Được chưa? Đeo tai nghe vào sẽ tránh tạp âm. Còn em nào không có tai nghe chuẩn, cái tai nghe của mình nó bị trục trặc á, khỏi đeo tai nghe, nhưng các bạn phải nói bằng ngôn ngữ thể trước ống kính như thế này thì mới được chấm điểm. Nhớ nha. Khi thuyết trình, mắt hướng về màn hình. Được chưa? Lâu lâu các bạn có thể quên, các bạn có thể liếc qua đây nè, liếc qua đây một chút, các bạn nhìn xong rồi quay trở lại màn hình, liếc qua đây một chút, nhìn quay trở lại màn hình. Nha, cái đó là cái phải lưu ý. Phải lưu ý. Chúng ta phải tương tác bằng mắt với ban giám khảo thì mới được. Là ngôn ngữ cơ thể nha. Trả lời đúng trọng tâm, nhớ cảm ơn người khác đã đặt câu hỏi. Ví dụ như khi mà các bạn trình bày xong bài thi đúng không, thầy bắt đầu đặt câu hỏi thì trước khi trả lời phải cảm ơn thầy cô. Trước hết thì em xin cảm ơn thầy, cảm ơn cô đã đặt câu hỏi cho em. Sau đây em xin phép được trả lời như sau. Nhớ phải cảm ơn rồi mới trả lời. Đó chính là cách của mình. Nhớ nha, nhớ nha. Trang phục thống nhất là áo sơ mi hoặc là đồng phục của trường nha các bạn. Áo sơ mi trắng nha, áo sơ mi trắng hoặc là đồng phục của trường nha, là cái áo màu cam á, áo thun màu cam mà em được phát á. Bạn nào mà chưa có lấy cái áo sơ mi trắng ra mặc nha. Nơi thuyết trình phải yên tĩnh tránh tạp âm, mở camera nhớ nha. Rồi cái này là cái mà thầy dặn dò rất kỹ nè, có nhiều bạn á đang thuyết trình bị cúp điện tụi em. Cúp điện thì sao, bây giờ mới thuyết trình được chút xíu coi như các bạn bị qua lượt luôn á, qua tua luôn á, là không có được thuyết trình lại nếu như không có buổi thi nào khác hết á, các bạn không được thuyết trình lại đâu. Do đó dự phòng là gì, luôn luôn sạc pin đầy đủ và đăng ký sẵn 3G. Ví dụ mình biết ngày thứ sáu này mình thi đúng không, đăng ký sẵn 3G buổi sáng đó đi để đi thi. Ok nha, nhớ nha, chứ bữa đó không ai chờ ai được đâu, qua lượt là qua luôn á. Ok nha, đó cái lúc đó chỉ có mình tự cứu mình được thôi các bạn. Rồi sinh viên vào phòng thi trước 50 phút để chuẩn bị. Ví dụ 7 giờ 30 thi đúng không, 7 giờ 25 phải có mặt rồi đó. Để các bạn tập trình chiếu cho nhau, các bạn chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị tinh thần trước, đừng bao giờ về trễ, vào trễ khi mà đi thi nha. Thư ký sẽ lập một cái group chat riêng của nhóm thi để khi thầy cô có hiệu lệnh thì nhắn tin nhanh cho nhau. Là như thế nào, đầu giờ á, khoảng là 7 giờ 30 đến 7 giờ 35 á, thầy cô sẽ hội ý với nhau một chút. Lúc đó nhắc nè, lúc đó thầy sẽ cho các bạn thoát ra khỏi phòng thi. Được chưa? Thầy cô hội ý với nhau trong vòng khoảng 5 phút, xong thầy sẽ nhắn tin cho bạn thư ký á. Thư ký sẽ gửi cái tin nhắn vào trong cái group chat riêng của nhóm thi để cho các bạn nhóm thi đăng nhập lại vào cái phòng thi ngay lập tức. Được chưa? Do đó cái vai trò kết nối của thư ký á, là vai trò quan trọng để các bạn nhắc nhở nhau ra vào phòng thi, nhắc nhở nhau trình chiếu bài thi cho nhau coi. Ok nha. Rồi, có ba cái dặn dò của ba slide như vậy thôi, các em lưu ý, các em làm cho nó tốt. Rồi các bạn nào hỏi gì không? Các bạn nào hỏi gì không? Rồi mời Tài. Dạ thầy, tầm cuối giờ nếu mình còn thời gian thầy có thể chiếu lại cho tụi em xem là còn ai fail cái bài thi online nha thầy. Tại fail cái gì nữa, em fail ở gì nữa, có đi đi thi đâu mà đòi. Rồi ok, còn cái gì có hỏi cái gì xung quanh cái chuyện này không, có việc đi thi không, trong thì thầy tắt nha. Rồi ok, vậy là cái yêu cầu thi các bạn đã chụp lại rồi nha, đăng lên trên Facebook group để các bạn nắm. Các bạn lớp trưởng đăng lên Facebook group để bạn khác nắm. Rồi bây giờ đợi thầy tải cái danh sách thi về một chút nha, khoảng 1 phút, 2 phút để thầy tải danh sách thi từ trường về. Rồi thầy sẽ chiếu cho tụi em coi.